nay thì Lương Huy muốn dẫn các bạn đến một ngôi nhà của người đồng bào Cờ Ho hả? Co nha. Cùng với em Vũ Âm Vũ nơi đây là thổ địa ở tại Quảng Ngãi. Hai anh em đang đến với vùng đồng bào nơi đây để hỗ trợ cho một hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn. Đây bây giờ theo chân các bạn. Bây giờ nước đây chảy như chưa suối luôn, như con suối nhỏ luôn đấy. Trèo đi lên này, đồng bào người ta còn chưa có một cái lối đi luôn. Đây là anh cán bộ nha, anh cán bộ dẫn mọi người đi. Đó. Đó, mưa rất là lớn. Thời tiết ở miền Trung bây giờ thích nắng là nắng, mưa là mưa. Các bạn đang ở Hà Nội hay là Sài Gòn hay là Phú Quốc hay là bất cứ tỉnh thành nào, hiện nay là trời rất đẹp, nhưng mà riêng miền Trung thì đó, các bạn nhìn này, mùa này chúng ta đang thấy ở các nơi khác đẹp, nhưng mà ở đây, còn đây các bạn nhìn đỉnh núi Mù Sương nha, đó, đỉnh núi Mây Trăng Mù Sương này, đó. Okay. Nhà sập hoàn toàn, tôn và khe nứa xung quanh cho bà ở tạm. Đó. Bà hồi nãy là mình đã lì xì cho bạn một tờ rồi, nhưng mà tưởng là bà không biết tờ đó là gì, nhưng mà bà đọc nhanh lắm. 500 hay lắm. Có bác Hồ là người đọc ra ngay. Có bác Hồ là bà đọc nhanh lắm nha các bạn. 500 được bao nhiêu con gà bà? Anh biết hết. Anh biết. Đó. Ở đây sẽ có thêm một tờ nữa để lì xì cho bà. Lì xì tiếp đây, mời các bạn vào thăm nơi an cư của đây, một nơi nhà bà ở đây. Rồi, bà ở nơi đây nha các bạn. Đây. Tranh vách nữa đây, không hoàn cảnh này nên đúng giúp là hợp lý con vũ ạ. Ủa, ủa, đấy. Đây. Đây ăn uống mà còn đó, rơi rớt trên đây này, nhà chẳng có gì hết á, nhà không có một cái gì hết nha các bạn. Các bạn ơi, những tấm lòng mà hảo tâm khắp cả nước khi mà xem được cái clip này thì Huy hy vọng là chúng ta sẽ bớt một cái chút gì đó, ăn sáng một cái chút gì đó là mọi thứ. Cái này là bớt những cái gì đó mà cảm thấy là chúng ta không cần thiết. Mình chỉ biết nói ngắn gọn như vậy thôi để hỗ trợ cho, giúp cho nơi đây bà cũng vừa nhận được những cái quần áo này, những cái chăn mền của những người đoàn đây cứu trợ này. Bà ngủ đâu à? Đó, bà có bà ngủ quần áo đây cứu trợ. Một cái này chỉ có bề ngang là 3 mét, bề ngang 3 mét và bề dài là 4 mét nha. Nó tổng cộng là khoảng 12 mét vuông, sập hết trên là mái tôn, không có gì hết nha. Nơi đây không giúp thì không biết nơi nào giúp nữa nha các bạn. Đó, cho nên là tôi hy vọng là cùng với hội thiện nguyện chân tình, hy vọng là rất nhiều những mạnh thường quân mà xin mọi người khi xem cái clip này xong thì hy vọng là sẽ đến hỗ trợ cho bà ở vùng huyện Trà Hiệp hả? Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, thôn Băng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi nha. Quảng Ngãi. Đó. Rồi nơi đây là rất là nhiều người xứ Quảng. Anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội, sông thu bồn con nước lưng lờ trôi. Rồi, xin quý vị liên lạc với YouTube luôn luôn vậy. Không, mọi người hãy tùy lòng của tất cả mọi người có thể làm thiện nguyện theo rất nhiều cách, bằng cách là trực tiếp đi cho cũng được, hoặc là tin tưởng những nơi nào đáng tin cậy để đi từ thiện, và đáng tin cậy nha các bạn, còn không đi từ thiện những cái mà mình cảm thấy không có lòng tin. Đó là Huy cũng báo trước cho các bạn như vậy. Còn riêng Huy thì không bao giờ nhận một cái gì trên người hết, bởi vì nhận vào trong người rất là nặng gánh. Mình cảm thấy rằng mình đi làm được thì mình làm, không làm được thì thôi. Ok. Đó. Xin cảm ơn những cái comment hay, lời hay ý đẹp của các bạn. Và mong các bạn hãy like, subscribe cái Lương Huy Official. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Bye bye.